Hello hello, chúng em đã quay trở lại với video tiếp theo của MTG Gaming. Và tất nhiên rồi, để tiếp thu phần 11 của đấu phá thương khung thì không có lý do gì mà chúng ta không đến với phần tiếp theo rồi phải không nào? Đấu phá thương khung phần 4 tập 12, phòng đấu giá thước đẳng nhĩ phần 2. Trước khi với chủ chính của video ngày hôm nay thì mình xin phép của anh em lời chúc tốt đẹp nhất. Và nếu như anh em xem video này đấy nhưng mà hãy đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ đăng ký kênh họ cho mình nhá. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Từ từ đi tới gần phòng đấu giá thước đẳng nhĩ khổng lồ kia, sự kinh ngạc trên khuôn mặt của Tiêu Viêm cũng là càng thêm nồng nặc. Thân thể giống như là người cá thuận lợi tại trong dòng người chật chội xuyên qua tòa mà đi. Mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi tại trong đám người xuyên qua, ngẫu nhiên tay áo bào nhẹ phất, nhất thời tay áo bào mềm mại, đó là bị đấu khí hơi mỏng bao trùm, chợt hung hăng ném tới trên bàn tay quỷ dị duỗi tới từ trong đám người kia đối với lạp giới trên ngón tay của mình. Mỗi một lần tay áo bào hình hạ trên bàn tay này đều đã trong giây nát thành một mảnh màu đỏ. Thản nhiên liếc nhìn người kia ôm bàn tay đau đến toát mồ hôi lạnh, khóe miệng của Tiêu Viêm lộ lên một nụ cười nanh. Loại kỹ xảo này lúc đầu tại trong phường thị của mình quản lý tại ô Thản Thành hắn đã là nhìn quá quen, chưa từng có để ý tới con ruồi này. Thân hình của Tiêu Viêm di động rốt cùng thì xuyên qua cánh cửa chật chội kia, tại bên cạnh đại môn dưới ánh mắt giống như là ưu thúc độc ác của thủ vệ, thong dong đi vào tiến vào phòng đấu giá, ánh mắt nhu hòa nhẹ xuống. Tiếng huyên náo ở ngoại giới giống như là cũng là ở thời khắc này bị ngăn cản như nhau, ngắn ngủi vài thước khoảng cách nhưng là giống như hai cục thiên địa cách xa nhau. Chậm rãi dừng lại cước bộ, ánh mắt của Tiêu Viêm quét tảo chung quanh, nhất thời miệng khẽ nhếch lên, vẻ mặt kỳ dị nhìn đại sảnh khổng lồ giống như là một cái thành thị thủy tinh kia. Đi bộ tại trong đại sảnh, mặt không chút thay đổi, hộ vệ võ trang hạng lặng tùy ý có thể thấy được. Trên ngực hộ vệ này cũng đeo huy chương của thước đặc nhĩ gia tộc, hiển nhiên bọn họ vốn là lực lượng tinh nhuệ của thước đặc nhĩ gia tộc. Lúc Tiêu Viêm tiến vào đại sảnh, hắn rõ ràng cảm giác được có không hề ít hơn 20 đạo ánh mắt bén nhọn từ trên từng bộ vi của thân thể mình đảo qua. Sau một lúc lâu, các ánh mắt bén nhọn mà độc ác mới chậm rãi thủ liễm mà quay về. Không hổ là một trong tam đại gia tộc của Sa Mã Đế Quốc, thủ bút này thật đúng là không nhỏ, cảm thán một tiếng. Tiêu Viêm có chút quay đầu nhìn Hải và Đông giống như là quỷ mị vẫn một mực theo sát ở sau người, lúc này mới chậm rãi tiến lên vào trung tâm trong đại sảnh. Tại trong đại sảnh, dòng người không ngừng dao động giữa vô số lồng thủy tinh. Tại trong lồng dao động bày đặt vô số các loại kỳ vật gây ngạc nhiên, mà ở dưới các vật này còn lại có mã ghi giá cả các mã. Có điều trong mỗi một loại giá cả này cũng ít nhất là trên 300 vạn kim tệ. Giá cả sang quý này đủ để cho rất nhiều người ngưỡng vọng mà ngừng bước. Nơi này chỉ là khu vực bên ngoài, cả đồ vật bán ra cũng không tính là quá mức chân quý. Tại tổng bộ của thước đặc nhĩ gia tộc, phòng đấu giá cũng là giống như là công pháp cấp bậc một bực như nhau, bị nghiêm khắc chia làm 4 cái cấp bậc thiên địa huyền hoàng, trong đó thiên là cấp bậc cao nhất. Có điều phòng đấu giá cấp thiên đó sợ rằng có đôi khi cho dù là 1-2 năm cũng khó được mở ra một lần. Có điều khi một khi nó mở ra, như vậy đại biểu cho trong phòng đấu giá thức đặc nhĩ sắp sửa đấu giá vật gì đó tuyệt đối là cấp bậc cực kỳ quan trọng. Khi đó cơ hồ là hơn nửa phần cường giả của mỗi thủ lĩnh các thế lực của Sa Mã Đế Quốc đều đã phòng cầm mà đến. Đúng rồi, ta nhớ kỹ năm đó cũng tham gia một lần, lúc ấy phòng đấu giá thức đặc nhĩ đấu giá vật gì đó giống như là một quả trứng của lục giai hỏa lân ngạc giao. Nghe nói chỉ cần thành công ấp quả trứng hỏa lân ngạc sao kia thành công, đó là đấu vương cường giả trời sinh, hơn nữa chỉ cần lùi dưỡng thích đáng, sớm muộn có thể tiến vào đấu hoàng cấp bậc. Trên khuôn mặt của Tiêu Viêm xẹt qua một mảng kinh dị, một khi ấp trứng đó là thực lực ngũ giai đấu vương, quả nhiên là kinh khủng, người nào chỉ cần chiếm được đồ vật kia, chẳng phải là liền có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn có được một vị đủ để cùng thập đại cường giả của Sa Mã Đế Quốc chống đỡ hay sao? Phòng đấu giá địa cấp cũng rất ít khi mở. Huyền bậc dường như là phổ biến, hoàng bậc còn lại là toàn bộ mở ra. Nhìn thấy thần sắc rung động của Tiêu Viêm, Hải Bá Đông cười lớn tiếp tục giới thiệu. Hiển nhiên trước khi hắn là khách quen ở nơi này, cho nên lên tiếng nói về quy củ của nơi này. Chính thật ra đạo lý rõ ràng, còn chút ý tứ, phân chia cấp bậc như vậy làm cho Tiêu Viêm cảm thấy hứng thú cười nói. Muốn tiến vào trong phòng đấu giá ba cái cấp bậc thiên địa huyền, liền muốn thân mình có nhận định về giá cả. Bỏ một ít ngoài ý muốn tiến vào trong phòng đấu giá huyền cấp, ít nhất là muốn có được 100 vạn. À được rồi, trên người ngươi có tiền đủ như vậy không? Làm như nhớ tới cái gì, Hải Bá Đông đột nhiên nói. Sao giống như là có 20 vạn? Tiêu Viêm xoa xoa đầu, ngượng ngùng cười nói. Thế này giống như là có tư cách tiến vào trong phòng đấu giá hoàng cấp. Hải Bá Đông đảo cặp mắt trắng xã, hắn tưởng rằng tới cấp bậc luyện dược sư này của Tiêu Viêm ít nhất cũng phải là tùy thân mang theo tài sản di động trên 100 vạn. Đối với lời này của Hải Bá Đông, Tiêu Viêm đành phải bất đắc dĩ nhún vai. Vừa muốn nói chuyện, ánh mắt đột nhiên đối với đại sảnh nhất thời rời đi. Nơi này vẫn là một địa phương dành cho nhân viên cao tầng bên trong phòng đấu giá. Lúc trước trên nơi này là một mảnh bình tĩnh, xem ra là có đại nhân vật gì địa vị không thấp từ nơi này sắp đi ra rồi. Nhìn lên đám người táo động nơi này, Tiêu Viêm nghi hoặc chừng mắt nhìn.
Lệch đầu, ánh mắt xuyên thấu qua đầu đám làm nhân, đột nhiên làm trở nên hưng phấn, giống như là phát tích ra sắc lang một bực như nhau. Sau đó giống như là thấy chút mảnh màu đỏ sáng cùng với thân thể mềm mại uyển chuyển mơ hồ. Dưới ánh mắt đó, Tiêu Viêm nhìn thấy một đôi giày bó màu đỏ, giày bó gót chân thoáng có chút là bén nhọn, từng bước gõ trên mặt đất lát đá trơn bóng, phát ra từng tiếng vang thanh thúy dễ nghe, giống như một loại âm thanh phù tuyệt vời. Ánh mắt thoáng hướng lên một điểm, một đôi đùi đẹp thon dài tuyết trắng, có chút kích thích ánh mắt xuất hiện ở tại trong tầm mắt. Thật không sai, trong lòng đánh giá như vậy, bất quá định lực của Tiêu Viêm đích giống như là so với đám nam tử chung quanh, đại sảnh có chút là vẻ mặt thèm thuồng chính là hơn một ít. Trên khuôn mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười bình thản, ánh mắt hơi vài phần thưởng thức, từ từ rời đi. Cuối cùng xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ động lòng người hé ra. Lập tức một vẻ kinh ngạc chậm rãi hiện lên trên mặt, thấp giọng lẩm bẩm rồi nói, như thế nào lại là nàng? Trong đám người, theo tiếng đặt chân thanh thúy xé gió đến gần, dáng người nữ nhân xinh đẹp mơ hồ kia rốt cuộc thì chậm rãi đã đi ra. Thân thể cô gái này mặc một bộ cẩm bào màu đỏ tươi bó sát người, cẩm bào cao quý do thợ khéo hoa lệ tinh tế làm ra, vừa vặn vốn là đem đường cong hoàn mỹ tuyệt vời của tù nữ kia phô bày ra. Dưới cẩm bào là một đôi chân dài tuyết trắng chói mắt, tại chỗ trong suốt mảnh mai kia có vẻ vô cùng là mềm mại, làm cho nội tâm nam nhân dậy lên cổ lửa nóng xúc động. Người đàn bà này cả người lộ ra quyến rũ xinh đẹp, tại lời đôi mắt đẹp hẹp dài như là hoa đào kia nhìn chăm chú, người có lẽ sẽ ở không tự chủ được đem kim tệ chủ động móc ra đến mua sắm một ít vật phẩm giá cao mà người căn bản không cần. Nàng đối với rất nhiều nam nhân đến mà nói đây là một lưu vật, cả người tràn ngập hấp dẫn, câu hồn rất nhiều tâm trí của nam nhân. Tại trong đám người, cô gái mặc thâm cẩm bào màu đỏ hoa lệ đi bộ ưu nhã đi tới trong đại sảnh, trên mặt thoáng cười yếu ớt, vẫn một vẻ xinh đẹp, thân thể mềm mại đầy đặn thành thục, giống như là nước mận đào chín mỏng, làm cho có chút nam nhân trong đại sảnh thân thể hạ bộ mơ hồ là có xu thế ngẩng đầu lên. Lập tức trong đại sảnh đó là có một ít người sắc mặt xấu hổ, cẩn thận co rút bụng lại. Quan hệ ngoại giao giữa mỹ nhân xinh đẹp tựa hồ là rất tốt, từ từ rồi đi ra tới hiện tại không ngừng có người hướng nàng cười chào hỏi, có lẽ tiếng bắt chuyện có chút vốn là hướng về phía xinh đẹp của nàng đi, bất quá càng nhiều hơn rõ ràng là kính sợ thân phận. Nữ nhân mặc cẩm bào ưu nhã thong dong ứng phó khách nhân chung quanh, chỉ cười yếu ớt đoạn tuyệt người nhằm chán muốn mạnh mẽ sủa bậy, một đôi mắt đẹp giống như là hoa đào vốn là mùa xuân nhưỡng tạo ra, tùy ý tại song đại sảnh đảo qua, tất cả hễ là sau khi tiếp xúc với con người mơ hồ là ẩn chứa quyến rũ hấp dẫn kia, yết hầu đều là không tự chủ được có chút quò quắp một chút. Ngọn lửa nóng cháy tại ở chỗ sâu trong đôi mắt thiểu đốt bốc lên, xem ra những người này khi trở về nhà chỉ sợ lão bà hoặc là thị nữ của họ sẽ bị ảo tưởng thành nữ nhân tràn ngập hấp dẫn xinh đẹp kia mà hung hăng trừng phạt. Đôi mắt hoa xinh đẹp chậm rãi đảo qua đại sảnh, tại lúc vừa muốn thu hồi ánh mắt, tập mắt mãnh liệt cứng đỏ lại, cước bộ hành tẩu cũng đã trở lên dừng lại. Ánh mắt chăm chăm trên người của thiếu niên mặc hắc sam, lưng hắn đeo hắc cước thật lớn đứng ở cạnh lồng thủ tinh cách đó không xa. Lập tức trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khó có thể tin. Làm nhân vật tiêu điểm trong đại sảnh, cử động của cẩm bào nữ nhân không thể nghi ngờ là làm cho được mọi người đem ánh mắt di động đi theo. Có điều khi họ nhìn thấy hắc sam thiếu niên thanh tú, đồng dạng vốn là cảm giác ngây người, lại nhìn tâm tình khác thường cực kỳ hiếm thấy của cẩm bào nữ nhân kia, trong lòng cũng không phát hiện ra thằng xuất chút ghen ghét đối với thiếu niên kia. Không thèm nhìn tới ánh mắt chung quanh bén nhọn như đao kiếm, Tiêu Viêm đối với cẩm bào nữ nhân đang nhìn hắn khẽ cười, tươi cười nhu hòa, con người đèn nhánh lờ mờ vẫn như là trong suốt như 3 năm trước đây vậy. Nhìn vẻ bình tĩnh tươi cười của 3 năm trước đây không có sai biệt, cẩm bào nữ nhân rốt cuộc thì cũng tin tưởng hắc sam thiếu niên trước mặt kia đích xác đó là Lam Hải Tử Tiêu gia lúc đầu trong Ô Thản Thành giả vờ thần bí kia. Tiếng vang đạp chân thanh túy vang lên, cẩm bào nữ nhân chậm rãi đi hướng về phía Tiêu Viêm, một lát sau dừng lại trước mặt của hắn. Hôm nay gần gũi tiếp xúc, nàng mới vừa mới phát hiện Lam Hải lúc đầu chỉ cao tới gần ngực của mình kia, giờ dĩ nhiên đã có thể cùng chính mình ngang hàng đối mặt. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thầy đừng quên bỏ ra một vài giây ấn vào nút like, chia sẻ đăng ký kênh hộ cho mình nhé. Cũng như là như em thấy quảng cáo đừng quên kích vào hộ cho mình những gói mì tôm hảo hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện chữ phần 113 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh NTC Gaming. Cuối cùng thì mình, NTC xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn lại bạn ở những video tiếp theo.